và sau đây là phần tin hoa kỳ hai ông biden và trump cùng đến vận động tranh cử tại tiểu bang chiến trường pennsylvania cựu tổng thống donald trump đã đến pennsylvania hôm thứ bảy để tham dự một cuộc vận động và gây quỹ tranh cử trong khi tổng thống joe biden theo lịch trình sẽ kéo qua tiểu bang này vào tuần tới để nêu bật những nỗ lực của ông trong việc cải cách luật thuế với kế hoạch tăng thuế giới nhà giàu và các công ty nhằm nhấn mạnh tới sự khác biệt về kinh tế với cựu Tổng thống Trump. Trong thời gian qua, Ủy ban tranh cử của Tổng thống Biden đã cố nêu lên những điểm sáng trong nền kinh tế như là tỷ lệ thất nghiệp thấp, lương tăng và lạm phát giảm dần từ mức cao kỷ lục hồi năm 2022. Trong khi đó, thì cựu Tổng thống Trump cũng chú trọng vấn đề kinh tế khi mà vận động tranh cử. Trong buổi gây quỹ gần đây ở Florida, ông Trump tuyên bố nếu tái đắc cử, một trong những vấn đề cốt lõi của ông là mở rộng chính sách cắt giảm thuế rộng khắp được phe Cộng hòa tại Quốc hội chuẩn thuận hồi năm 2017. Với 19 phiếu cử tri đoàn, một trong những tỷ lệ cao nhất trong số tất cả 50 tiểu bang và số cử tri dao động khi thì ủng hộ đảng Dân Chủ, lúc lại ủng hộ đảng Cộng hòa, Pennsylvania sẽ là tiểu bang chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông Biden đã thắng tại Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2020 chỉ với khoảng 80.000 lá phiếu, tức là chưa tới 1,5%, trong khi ông Trump đã đánh bại bà Clinton cũng tại tiểu bang này chỉ với chưa tới 45.000 phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016. Theo các kết quả thăm dò ý kiến mới nhất, ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump với 10% tại Pennsylvania. Còn theo kết quả thăm dò trên toàn quốc do báo New York Times và Siena College thực hiện vừa được công bố hôm thứ bảy thì hai ông vẫn đang so kè nhau từng điểm một với ông Biden được 45%, còn ông Trump thì được 46%. Cũng theo kết quả cuộc thăm dò, 54% cử tri nói là họ cảm thấy ông Trump phạm tội ác liên bang nghiêm trọng, còn 37% cảm thấy là ông không phạm tội. Những người ủng hộ quyền phá thai biểu tình ở Florida Hàng ngàn người ủng hộ quyền phá thai đã xuống đường biểu tình ở Orlando, Florida, ủng hộ cuộc trưng cầu dân Ý nhằm đưa ra các biện pháp bảo vệ phá thai vào hiến pháp tiểu bang. Tại cuộc biểu tình, nhiều nhân chứng đã kể lại những câu chuyện đầy cảm xúc của họ. Anh Derek Cook, một cư dân Florida kể lại việc vợ anh sau nhiều lần bị sảy thai, cuối cùng đã may mắn có thai. Nhưng khi thai kỳ được 16 tuần, một biến chứng xảy ra khiến thai nhi không thể sống sót và đe dọa đến tính mạng của người mẹ. Khi đó, Florida vừa ban hành lệnh cấm phá thai khi thai nhi được 15 tuần. Vì vậy, các bác sĩ không dám giúp họ, tuy rằng luật cho phép phá thai khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm. Vợ của anh Kirk ngày hôm sau đã sinh non tại một tiệm làm tóc và suýt bỏ mạng tại bệnh viện vì mất máu quá nhiều. Không chỉ tại Florida, các nhà hoạt động ủng hộ quyền phá thai ở Arizona, nơi một chiến dịch bỏ phiếu tương tự đang diễn ra, cũng xuống đường biểu tình trong ngày hôm nay tại Scottsdale để phản đối việc tòa tối cao tiểu bang vừa khôi phục lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn, được ban hành cách đây 160 năm. Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Arizona hôm thứ Sáu, đổ lỗi cho cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa về phán quyết này. Ông Trump đã tìm cách né tránh, nói rằng phán quyết của tòa Arizona đã đi quá xa và kêu gọi quốc hội tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát bãi bỏ lệnh cấm phá thai năm 1864. Thế nhưng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn nỗ lực của Đảng Dân chủ để làm như vậy, viện lý do là không cần phải vội vì luật này sẽ không có hiệu lực trong vài tuần nữa. Hạ viện gia hạn chương trình nghe lén FISA sau 3 lần thất bại. Hạ viện hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu với tỷ lệ 273 phiếu thuận, 147 phiếu chống thông qua việc gia hạn điều khoản 702 của đạo luật dọa thám tình báo ngoại quốc gọi tắt là FISA, vốn sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 4 tới đây, được đánh giá là rất quan trọng cho an ninh của quốc gia. Dự luật sau đó đã được chuyển sang Thượng viện. Điều khoản 702 cho phép chính phủ Mỹ thu thập thông tin liên lạc của các công dân ngoại quốc bên ngoài nước Mỹ mà không cần phải xin lệnh tòa. Điều khoản này bị một số nhà lập pháp của cả hai đảng và các tổ chức dân quyền phản đối vì cho rằng đôi khi chính phủ cũng thu thập dữ liệu của các công dân Mỹ liên lạc với những người ngoại quốc bị theo dõi. Dự luật đã bị chặn 3 lần trong năm tháng qua bởi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chống lại chính đảng của họ. Phe Cộng hòa Bảo thủ và phe Dân chủ cấp tiến ủng hộ xin lệnh tòa vì theo họ như vậy là cần thiết để bảo vệ quyền tư ẩn của các công dân Mỹ. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc và các giới chức tình báo thì cảnh báo rằng việc phải xin lệnh tòa sẽ khiến cho luật FISA mất hiệu quả và khiến Hoa Kỳ bị mù tinh tình báo giúp phát giác nguy cơ khủng bố và rủi ro khác cho an ninh của quốc gia. Một điểm sửa đổi được đưa ra để thêm quy định xin lệnh tòa trong một số tình huống nhất định. Thế nhưng điểm sửa đổi này đã không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu sát sao 212 phiếu thuận 212 phiếu chống. Trong phiên bỏ phiếu hôm thứ Tư, 19 dân biểu Cộng hòa cứng rắn đã bỏ phiếu chống lại dự luật được Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa dân biểu Mike Johnson đệ trình. Thế hôm thứ Sáu, thì nhóm dân biểu đó mới thôi phản đối cho phép dự luật được đưa ra bỏ phiếu sau khi đạt đạt thỏa thuận với ông Mike Johnson và nhóm của ông. Theo thỏa thuận này, thì FISA chỉ được gia hạn thêm 2 năm nữa, chứ không phải là 5 năm như đề nghị ban đầu. Phía Cộng hòa cho hay là chỉ gia hạn 2 năm để cựu Tổng thống Donald Trump có cơ hội xem lại đạo luật này nếu như ông ta tái đắc các cử vào tháng 11 năm nay ngay trước cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ tư ông Trump đã lên mạng xã hội hô hào các dân biểu đảng Cộng hòa phải chặn luật FISA vì theo ông, vì luật này bị lợi dụng để theo dõi chiến dịch tranh cử của ông ta. Thông dịch viên đầu thú vì ăn cắp 16 triệu Mỹ kim của danh thủ Otani để trả nợ cờ bạc. Ipe Mizuhara, 39 tuổi, cựu thông dịch viên và là bằng hữu lâu năm của danh thủ bóng chày Shohei Ohtani, đã ra đầu thú với giới chức liên bang vào hôm thứ Sáu 12 tháng 4, sau khi bị cáo buộc ăn cắp 16 triệu từ Ohtani để trả các món nợ cờ bạc, cá độ thể thao bất hợp pháp. Mizuhara sau đó được thả với số, bảo, số tiền bảo lãnh tại ngoại 25.000 Mỹ Kim và bị buộc phải giao nộp passport. Anh ta cũng được lệnh phải điều trị chứng nghiện cờ bạc như một phần trong điều kiện tại ngoại hậu tra. Phiên tòa theo dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Nghi can Mizuhara phải đối mặt với cáo buộc liên bang về hành vi lừa gạt ngân hàng sau khi chuyển khoản trái phép từ chương mục của Otani từ tháng 11 năm 2021 tới tháng Giêng năm 2024. Anh ta cũng bị cáo buộc đã giả danh Otani để cố gắng thuyết phục nhân viên ngân hàng chấp thuận các giao dịch chuyển khoản với số tiền khổng lồ. Nếu bị kết án, Mizuhara có thể phải đối mặt với bản án tối đa 30 năm tù. Biện lý liên bang E. Martin Estrada nhấn mạnh trong vụ án này không có bằng chứng nào cho thấy danh thủ Otani có bất kỳ hành vi sai trái nào. Anh Otani, 29 tuổi, đã ký hợp đồng kỷ lục 700 triệu Mỹ Kim để đầu quân cho đội Dodgers trong vòng 10 năm, lập kỷ lục là cầu thủ được trả lương cao nhất giải đấu. Otani trước đó đã tuyên bố mình là nạn nhân của vụ lừa gạt này và chưa bao giờ tham gia cá độ thể thao hay trả tiền cho một nhà cái. Theo hồ sơ điều tra của liên bang, từ cuối năm 2021, Mizuhara bắt đầu cá độ thể thao bất hợp pháp và thua một số tiền lớn. Một bản tính toán hồ sơ cờ bạc của Mizuhara cho thấy có khoảng 19.000 vụ cá cược từ tháng 12 năm 2021 tới tháng Giêng năm 2024 và trung bình gần 25 vụ cá cược một ngày. Trong khoảng thời gian đó, tổng số tiền thắng độ của Mizuhara là 142 triệu Mỹ Kim và tổng số tiền thua là gần 183 triệu Mỹ Kim. Open AI giới thiệu phiên bản Chat GPT cho các doanh nghiệp lớn. Giám đốc điều hành của công ty Open AI, ông Sam Altman, đã mời hàng trăm CEO của các đại tập đoàn Fortune 500 để quảng bá một phiên bản của sản phẩm AI tổng quát dành cho các doanh nghiệp. Trong một loạt các sự kiện được tổ chức tại San Francisco và New York hồi tuần trước, cũng như tại London hôm thứ hai tuần này, ông Altman đã thuyết trình trước cả trăm giám đốc điều hành cao cấp tại mỗi một sự kiện, giới thiệu các sản phẩm như là Chat GPT Enterprise và API. AI để tích hợp các ứng dụng của khách hàng với các dịch vụ AI của OpenAI và các mô hình chuyển văn bản thành video. Phiên bản doanh nghiệp của ChatGPT hứa hẹn rằng dữ liệu khách hàng sẽ không được sử dụng để huấn luyện cho các mô hình của họ giải quyết những mối quan tâm về quyền tự ẩn. Công ty OpenAI nhấn mạnh các ứng dụng của nhu liệu trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm tài chính, chăm sóc sức khỏe và năng lượng, với các chức năng như là quản lý trung tâm cuộc gọi và dịch vụ dịch thuật. Họ cũng lưu ý rằng phiên bản tiêu dùng của Chatbot của OpenAI được sử dụng bởi hơn 92% các đại tập đoàn trong danh sách Fortune 500. Đa số các doanh nghiệp đang được OpenAI nhắm đến hiện đang là khách hàng của Microsoft là nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI hiện nay. Công ty Microsoft hiện đang bán quyền truy cập vào công nghệ của OpenAI thông qua điện toán đám mây Azure và Microsoft 365 Copilot, một công cụ được hỗ trợ bởi các mô hình của OpenAI nhắm vào các doanh nghiệp. Công ty OpenAI được định giá 86 tỷ mỹ kim đang đặt mục tiêu đa dạng hóa doanh thu và đang trên đà đa đạt được mục tiêu doanh thu 1 tỷ mỹ kim cho năm 2024. Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, kẻ bắn chết bé trai 6 tuổi trên xa lộ trong một vụ road rage lãnh 40 năm tù. Kẻ bắn chết cậu bé Aiden Leo 6 tuổi trong vụ road rage trên xa lộ 55 ở Orange County năm 2021 đã bị tuyên án 40 năm tù cho đến chung thân vì tội sát nhân cấp độ 2. Phát biểu trước tòa, bị cáo Marcus Anthony Harris, 26 tuổi, cư dân Costa Mesa, đã xin lỗi vì làm hại bé Aiden cũng như xin lỗi cô Clunin, mẹ của cậu bé. Bất chấp việc bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi và được luật sư biện hộ cố gắng xin tòa bỏ bớt tội danh liên quan đến súng để giảm án còn 15 năm tù tới chung thân, thẩm phán Richard King quyết định tuyên án mức cao nhất. Thẩm phán nói rằng bé Aiden là nạn nhân dễ bị tổn thương nhất, đã chết trong vòng tay mẹ và không ai có thể thấu được những đau đớn mà mẹ của cậu bé phải trải qua. Bé Aiden bị bắn chết hôm 21 tháng 5 năm 2021, lúc đang ngồi trên ghế trẻ em trong xe khi được mẹ, là cô Joanna Clunin chở tới trường mẫu giáo. Theo lời kể của cô Clunin và một nhân chứng khác, chiếc xe do Winley, bạn gái của bị cáo Eris lái, còn Eris ngồi bên ghế hành khách, đã cắt ngang đầu xe của cô Clunin nên cô dơ ngón tay giữa ra chửi. Thế là xe của Eris chạy chậm lại, vòng ra phía sau rồi chờ tới sát bên xe cô. Eris nổ súng bắn một phát xuyên qua cốp xe, trúng bé Aiden, rồi phóng xe bỏ chạy. Một cảnh sát viên của thành phố Seal Beach khi đó không đang trong ca trực đã dừng xe lại bên xa lộ để giúp hô hấp nhân tạo cho bé Aiden, nhưng cậu bé đã chết chỉ vài phút sau đó. Sau hai tuần bị cảnh sát truy nã, bị cáo Eris và bạn gái đã bị bắt. Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Eris đã không thể giải thích được về hành động rút súng bắn người của mình chỉ vì nóng giận khi lái xe. Bạn gái của Y cũng đang chờ ra tòa để xét xử tội đồng lõa. Một linh mục giỏm bị truy nã trên khắp nước Mỹ đã bị bắt tại Riverside County. Một linh mục giỏm bị truy nã khắp nước Mỹ vừa bị bắt tại Riverside County, California trong tuần này. Trước đó, cơ quan công lực trên khắp nước Mỹ đã truy lùng nghi can tên là Marlon Rostar, 45 tuổi, cư dân New York. Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Riverside County, ông Rostar bị cáo buộc đã cải trang thành cha Martin và trà trộn vô hàng loạt các nhà thờ để ăn cắp tiền. Khoảng 11 giờ sáng hôm thứ Tư tuần này, Cảnh sát Riverside County nhìn thấy một chiếc xe Porsche màu đen mang bản số tiểu bang Virginia tại khu nhà số 10.000 trên đường Pigeon Pass ở Moreno Valley, trùng khớp với mô tả chiếc xe mà nghi can Rotas đã sử dụng trong những vụ án ăn cắp nhà thờ trước đây. Tài xế lái chiếc xe này tự xưng mình là cha Martin. Sở cảnh sát Riverside County cáo buộc nghi can vừa cố ăn cắp tiền của một nhà thờ tại địa phương và đã bắt giữ hắn ta áp tải tới trại giam Robert Presley Detention Center tại Riverside theo lệnh truy nã hình sự của Pennsylvania. Cảnh sát cho biết nghi can Star sẽ bị truy tố thêm tội khác vì đã âm mưu ăn cắp ở Moreno Valley. Họ tin rằng có thể còn nhiều nạn nhân khác và kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới vụ này hoặc những vụ tương tự thì hãy gọi cho sở cảnh sát Riverside tại Moreno Valley qua số điện thoại là 951-486-6700-486-6700. Cảnh sát trưởng Riverside County cân nhắc tranh cử thống đốc Tờ báo địa phương Press Enterprise London, cảnh sát trưởng Riverside County Chad Bianco, một trong những người chỉ trích thống đốc Gavin Newsom mạnh mẽ nhất và là người đã công khai tuyên bố không thực thi các nhiệm vụ an toàn trong đại dịch COVID, có thể sẽ tranh cử chức thống đốc vào năm 2026. Ông Nick Merman, một cố vấn chính trị từng làm việc cho ông Bianco, nói với tờ báo ông Bianco đã được tiếp cận bởi một số người trên khắp tiểu bang về vấn đề này. Bản tin cho hay ông Bianco sẽ tranh cử với tư cách là thành viên Đảng Cộng hòa. Việc ông Bianco phản đối công khai các sắc lệnh ở yên trong nhà mà thống đốc Newsom ban hành trong giai đoạn đại dịch Covid bùng phát năm 2020 đã thu hút sự chú ý của công luận khi đó. Năm tiếp theo, ông thông báo rằng ông sẽ không áp đặt quy định bắt buộc chích ngừa đối với các nhân viên của sở cảnh sát Riverside County. Gần đây ông đã chỉ trích quan điểm của Đảng dân chủ về tội phạm. Ông cũng đã tham gia các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm hủy bỏ các chính sách của đạo luật 47 được cử tri California bỏ phiếu thông qua năm 2014, giảm nhẹ các hình phạt đối với tội phạm ma túy và các tội trộm cắp không bạo lực. Một vụ rò rỉ dữ liệu năm 2021 tiết lộ rằng ông Bianco từng là thành viên của Oath Keepers, một nhóm cực hữu đã tham gia cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Ông Bianco thừa nhận mình từng là thành viên của nhóm này năm 2014, nhưng sau đó đã bỏ nhóm nhưng không chỉ trích các hành động hay hệ tư tưởng của họ. Ông Bianco được bầu làm cảnh sát trưởng Riverside County lần đầu năm 2018 và tái đắc cử vào năm 2022 với nhiệm kỳ sẽ hết hạn vào cuối năm 2028. Ông ta chưa đưa ra bình luận gì về bản tin sẽ ra tranh cử chức thống đốc.